Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã vinh danh người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi, cựu Tổng thống Nelson Mandela, và gọi người đàn ông mà ông ngưỡng mộ là một nhà lãnh đạo đầy quyết tâm. Phát biểu tại Tân Delhi, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ông đã gặp ông Mandela một vài lần và nhận thấy ông ta là một người hòa giải, một người rất thực tế và là một nhà lãnh đạo đầy quyết tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ông rất buồn và ông nghĩ rằng rất nhiều người khác cũng có cùng một cảm giác. Nhưng ông nghĩ mọi người nên biến nỗi buồn đó thành quyết tâm, tiếp tục thực hiện tinh thần Mandela.